Trong ngữ cảnh đối phó với cuộc xung đột giữa Israel và tổ chức Hamas tại vùng Đông Địa Trung Hải, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã ra lệnh triển khai lực lượng quân sự Anh tới khu vực này. Bước hành động này nhằm hỗ trợ Israel trong việc duy trì ổn định khu vực và ngăn chặn sự leo thang của xung đột. Bộ Quốc phòng Anh cho biết thông cáo vào ngày 12 tháng 10. Nhiệm vụ của các nhóm quân sự và ngoại giao Anh tại Đông Địa Trung Hải là củng cố sự ổn định và đảm bảo an ninh khu vực. Họ cũng cam kết hỗ trợ các đối tác quốc tế trong việc thiết lập lại an ninh và đảm bảo viện trợ nhân đạo cho hàng nghìn nạn nhân vô tội trong cuộc tấn công của tổ chức Hamas. Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh, RAF, sẽ bắt đầu hoạt động tuần tra từ ngày 13 tháng 10 nhằm giúp theo dõi các mối đe dọa đối với an ninh khu vực, bao gồm việc ngăn chặn việc chuyển vũ khí cho các nhóm tấn công. Một nhóm đặc nhiệm của Hải quân Hoàng gia Anh cũng sẽ được triển khai vào tuần tới như một biện pháp dự phòng để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo. Sự triển khai này bao gồm nhiều tài nguyên quân sự, bao gồm máy bay P-8, thiết bị giám sát, hai tàu Hải quân Hoàng gia, RFA Lambay và RFA Argus, ba trực thăng Merlin và một đại đội của Thủy quân Lục chiến Hoàng gia. Tất cả sẵn sàng hỗ trợ Israel và các đối tác khu vực, đồng thời đảm bảo sự răn đe của lực lượng quân sự Anh. Thủ tướng Rishi Sunak đã thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cam kết sẽ cung cấp một gói hỗ trợ đáng kể để ngăn chặn sự leo thang của xung đột giữa Israel và tổ chức Hamas.